Hôm nay nghỉ ngơi đi, không quay nữa, nhớ lại nhé mọi người. Nhìn gì? Nói các bạn đấy. Đây là thuốc cô bảo tôi mang tới, giúp tôi tiếp đãi hai vị công tử. Vâng tiểu thư. Tôi cứ thắc mắc sao Khánh Vũ đột nhiên bệnh nặng thế. Hóa ra là vì chuyện này. Ý cô là Khánh Vũ bệnh vì cái giấy ly hôn này à? Tôi vốn không biết sao Khánh Vũ lại đột nhiên ngã bệnh. Lúc đầu cô ấy chỉ hơi khó chịu thôi, nhưng sau khi Lương Vương đến một lần, hai người không biết nói gì với nhau. Khánh Vũ trực tiếp ngất xỉu trên giường, mấy ngày nay cũng chưa thấy đỡ. Ý cô là mộ Khánh Vũ biết Lương Vương định bỏ vợ nên tâm trạng không tốt, cảm thấy khó chịu, rồi Lương Vương để nói chuyện ly hôn, khiến cô ấy tức đến ngất xỉu, sau đó thì ngã bệnh nặng, có phải vậy không? Họ nói chuyện gì tôi không rõ, tôi cũng không biết, nhưng đại khái chắc là như vậy. Trong lòng tôi cũng nghĩ thế. Tôi và Khổng Tinh Thần đâu biết, Mộ Khánh Vũ nhờ Sở Cảnh Hiền lo chuyện ly hôn. Từ những gì thấy và nghĩ, cứ tưởng đây là sự thật. Tôi gọi ngự y tới nhé. Khánh Vũ dặn không cần gọi bác sĩ, đã nặng thế này rồi, sao lại không gọi? Đợi cô ấy tỉnh tôi hỏi lại vậy. Cô ấy không cho gọi bác sĩ, hay là cô ấy không bị bệnh? Không bệnh thì là gì? Có bệnh thì đi khám là chuyện bình thường. Đã không thể khám bác sĩ thì chẳng phải là bất thường sao? Hay là cô ấy sĩ diện chịu khổ, không muốn để Lương Vương cười chê? Không đến mức đó, để tôi xem cô ấy tỉnh chưa. Tỉnh rồi, đói quá, ngửi thấy mùi thơm nên tỉnh dậy. Ngửi thấy mùi thơm nhưng cô không ăn được đâu. Tôi bảo Minh Nhi nấu cháo rồi. Cháo cũng được, tôi cảm thấy giờ có thể ăn mấy bát. Minh Nhi, mang cháo vào đây. Thuốc đây rồi, cô không cho gọi bác sĩ, chỉ đưa cho tôi một đống đơn thuốc. Tôi đoán cô không muốn ai biết nên nhờ thất điện hạ giúp mang tới. Nói chuyện với người thông minh của không cần nói nhiều. Nếu tôi là đàn ông, nhất định sẽ nghĩ mọi cách để cưới được cô. Thông minh lại xinh đẹp, vừa giỏi việc nhà vừa giỏi việc nước. Lúc này rồi mà còn tâm trạng đùa với tôi. Cô cần vài vị thuốc trong này, hay là cần tất cả? Cần hết. Rốt cuộc cô bị bệnh gì vậy? Mấy loại thuốc đó có thể chữa 7 đến 8 loại bệnh rồi. Cũng chẳng bệnh gì, tôi muốn ngâm thuốc tắm thôi. Thất điện hạ đến rồi. Tôi ra gặp ngài ấy, cô ổn không? Yếu thế này, đỡ nhiều rồi, chịu được mà. Hai thánh cờ bạc kinh thành cùng đến thăm, định thắng lại cái nhà này à? Không biết bên dân chính ti làm việc kiểu gì, sao Sở Tân Nguyên đã nhận được hồi báo, bên tôi vẫn chưa thấy, chẳng lẽ phải tự đi lấy sao? Cô đang đợi hồi báo à? Chứ sao? Đã gửi tới rồi, cái trên bàn kia là của cô đấy. Xin chia buồn nhé. Cô được ước thấy, tôi có gì phải buồn, vui còn không kịp đấy chứ. Cô không sao thật à? Thất điện hạ và công tử Khổng nghĩ cậu chịu không nổi cú sốc này nên mới ngã bệnh. Ôi, tôi chỉ bị ốm thôi mà, có gì đâu. Vậy thì tốt, không sao là được. Cô nghỉ ngơi cho khỏe nhé, bọn tôi về đây. Nhìn ra là Mộ Khánh Vũ rất mệt mỏi, đang cố gắng lấy sức để nói chuyện với họ. Họ đi rồi Khánh Vũ mới có thể nghỉ ngơi cho tốt. Cậu có thích cô ấy không? Cho đến hôm qua, cô ấy vẫn là chị dâu của cậu đấy. Tôi mới vừa thích cô ấy thôi. Ôi, Sở Cảnh Hiền, cậu coi tôi là đồ ngốc à? Chẳng phải cậu là đồ ngốc sao? Trước đây chẳng ai tốt với cô ấy, chẳng ai bảo vệ cô ấy cả. Từ giờ tôi sẽ lo chuyện đó. Thưa, có người báo Sở Vương đến thăm ạ. Sở Tân Nguyên vừa nghĩ anh ta đến làm gì, vừa đi về phía tiền sảnh. Chưa đến tiền sảnh, đã thấy Sở Cảnh Hiền cũng đang được nhạc tây dẫn về phía tiền sảnh. Sở Vương điện hạ, ngươi làm gì vậy? Lui ra. Vâng, thưa ngài. Ngươi làm gì vậy? Không thấy à? Đánh ngươi đấy. Đừng tưởng ngươi là hoàng tử mà có thể tùy tiện làm nhục cuộc đời người khác. Ngươi có gì ghê gớm chứ? Sở Tân Nguyên hiểu ra, đây là đang bênh vực cho Mộ Khánh Vũ đây mà. Hai người đánh nhau một trận thỏa thích, chẳng ai chiếm được ưu thế, cả hai mặt mũi bầm dập, đánh nhau đến nỗi mẹ ruột cũng không nhận ra nổi. Cuối cùng đánh mệt rồi, hai người nằm lăn ra đất. Sở Tân Nguyên, mắt người mù rồi, người tốt như vậy mà không biết quý trọng, sau này ta sẽ quý trọng nàng. Ngươi dám? Thất đệ, ngươi cứ mơ mộng đi. Đó là chị dâu của ngươi, ngươi muốn loạn luôn à? Ngươi có tư cách gì mà nói thế? Giấy ly hôn đã nộp ở nội vụ phủ rồi, còn chị dâu nào nữa? Hơn nữa, ngươi nói nàng là chị dâu ngũ của ta, vậy nàng và ngươi đã thành vợ chồng thật chưa? Các ngươi chẳng có gì cả, Khánh Vũ vẫn còn trong trắng. Ngươi muốn hại danh tiếng của nàng à? Đánh chết ngươi, đồ vô liêm sỉ. Nàng từng là người của ta, sau này vẫn là người của ta, ngươi dám cưới nàng à? Ngươi không biết xấu hổ, ngươi mới không biết xấu hổ. Sở Tân Nguyên, nàng là một cô gái yếu đuối bị người ta tính kế thì thôi, nhưng ngươi là đàn ông mà cũng bị người ta tính kế, ngươi ngu thế, còn đổ tội cho nàng, hại danh tiếng của nàng. Ngươi có tư cách gì mà nói thế? Có tư cách hay không thì nàng cũng là do phụ hoàng ban tứ, Lương Vương phi là chị dâu ngũ của ngươi. Đó là chuyện trước kia, phụ hoàng đã phê chuẩn rồi, giấy ly hôn đã đi theo đúng thủ tục, ngươi đã nhận được biên lai rồi còn gì? Giờ ngươi còn mặt mũi nào mà gắn bó với nàng nữa? Mặt mũi gì? Đó là chuyện của ta, không liên quan đến ngươi. Sao lại không liên quan? Người mà ngươi không biết đối xử tốt, sau này ta sẽ lo. Cút xa khỏi tôi đi. Hai anh em vừa chửi bới vô nghĩa, vừa đấm đá loạn xạ, cảnh tượng thật khó coi. Cuối cùng cũng hết mệt rồi, đánh cũng mệt luôn. Hai người nhìn nhau đầy căm hận, chẳng ai chịu nhường ai. Hừ, tôi đôi co với thằng ngu như cô làm gì? Giờ Khánh Vũ đã được tự do rồi, mọi chuyện cô ấy tự quyết định. Bàn chuyện này với người đúng là ngu thật. Đúng, cô ấy đã tự do rồi. Trước đây tôi có lỗi với cô ấy, nhưng sau này thì không. Đừng hòng được như ý, đã thay cô ấy đánh anh một trận, thật sảng khoái. Tôi đi đây. Này người đâu, đi lấy ít thuốc bổ từ trong kho ra đây. Chuẩn bị một món quà, lấy nhiều thuốc bổ vào, quà các phải hậu hĩnh một chút. Để ủng hộ kinh phí cho kênh mọi người hãy subscribe giáp vào cày view hoặc donate cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.